kính mời các bác, các thầy cô giáo, các bác phụ huynh cùng toàn thể các bạn chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêm! Cảm ơn các bác, các thầy cô giáo, các bác phụ huynh cùng toàn thể các bạn. Giới thiệu về bức thư lần cuối cùng gửi cho ngành giáo dục của Bác Hồ ngày 15 tháng 10 năm 1968. Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới ngày 15 tháng 10 năm 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cô, các chú và các cháu thân mến, nhân dịp đầu năm học thứ tư chống Mỹ, cứu nước, bác thân ái gửi lời chào thăm hỏi tất cả các cô, các chú và các cháu. Trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh, sự nghiệp giáo dục của chúng ta vẫn phát triển nhanh, mạnh hơn bao giờ hết. Bác vui lòng biết rằng, mặc dù hoàn cảnh khó khăn, hiện nay miền Bắc nước ta đã có 12.000 trường phổ thông. Mỗi xã đều có trường cấp 1, nhiều xã đã có trường cấp 2, các huyện đều có ít nhất một trường cấp 3. Số người đi học đã hơn 6 triệu, trong đó có hơn 1 triệu cán bộ và công nông đang học bổ túc văn hóa. Số người vào học các trường đại học và trung học chuyên nghiệp tăng gần gấp 3 lần so với trước chiến tranh chống Mỹ. Hơn 30 trường đại học và 200 trường trung học chuyên nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các ngành và các địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, tập trung cũng như tại chức. Các trường đã có nhiều cố gắng trong việc thi đua dạy tốt và học tốt, đảm bảo an toàn cho thầy và trò, làm cho đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tiến bộ. Mặc dù giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc ác liệt, chúng không những đã thất bại thảm hại trên mặt trận chính trị, quân sự, mà ta đã thắng chúng trên cả mặt trận giáo dục và đào tạo cán bộ. Làm được như vậy là nhờ Đảng, ta đã có đường lối đúng đắn, quân đội và nhân dân ta rất anh hùng, và cũng do các cô, các chú, các cháu trong các trường học đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhân dịp này, bé khen ngợi những cố gắng và thành tích mà các cô, các chú và các cháu đã đạt được. Nhưng đế quốc Mỹ và còn ngoan cố, cách mạng nước ta còn phải khắc phục nhiều khó khăn gian khổ để đạt được thắng lợi hoàn toàn. Hiện nay, đảng và nhân dân giao cho các cô, các chú, các cháu nhiệm vụ lớn hơn trước. Vì vậy, bác nhắc các cô, các chú và các cháu mấy điều sau đây. Thầy và trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần, yêu tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tăng cường tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mà đảng và nhân dân giao cho, luôn luôn cố gắng cho xứng đáng với đồng bào miền Nam anh hùng. Dù có khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua, dạy tốt và học tốt trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo, tư tưởng tốt. Phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một khoảng thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật. Các cô, các chú, các cháu phải cùng nhau tổ chức và quản lý đời sống vật chất và tinh thần ở các trường học ngày một tốt hơn, tăng cường đảm bảo sức khỏe và an toàn. Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang. Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội, chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ với các cấp, giữa nhà trường và nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó. Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của đảng và nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp, đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này. Phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới. Bác mong chờ những thành tích mới của các cô, các chú và các cháu. Chào thân ái và quyết thắng. Bác Hồ. Văn Trỗi sinh ngày 1 tháng 2 năm 1940 tại làng Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình nông dân nghèo và giàu truyền thống cách mạng. Anh là con thứ tư trong một gia đình nên mọi người thường hay gọi anh là Tư Trỗi. Năm 1954, khi tròn 14 tuổi, anh theo người thân vào Sài Gòn với mong muốn tìm việc làm. Khi đến Sài Gòn, chưa có nghề nghiệp, anh tạm thời đạp xích lô đưa đón khách cả ngày lẫn đêm. Sau đó, anh học ngành điện và làm việc tại nhà máy điện Chợ Quán. Trong thời gian làm việc tại đây, hàng ngày chứng kiến bao tội ác của bọn Mỹ ngụy gây ra cho nhân dân, anh uất hận và ngày càng căm thù giặc sâu sắc. Từ đây, anh đã chọn con đường đi cho mình là tham gia cách mạng và trở thành chiến sĩ biệt động thuộc đội quyết tử cánh Tây Nam Sài Gòn, quân khu Sài Gòn Gia Định vào năm 1963. Đầu năm 1964, anh được cử đến căn cứ Rừng Thơm, Long An học tập một số chiến thuật đánh giặc. Ngay sau khi huấn luyện, từ căn cứ trở về, anh chọn ngay mục tiêu đánh thí điểm là cư xá Mỹ ở đường Cao Thắng. Sau khi báo cáo, kế hoạch của anh được đồng chí Tư Đạt, chính trị viên cánh Tây Nam cho phép và tặng một quả lựu đạn ra láng của Mỹ. Bằng quả lựu đạn này, với cách đánh thông minh của mình, anh đã tiêu diệt gọn 4 tên Mỹ và làm thương 8 tên. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, trong khi chính quyền Tây Sai Ngụy Quyền đang trong thời gian khủng hoảng, nhiều cuộc đảo chính diễn ra nhằm lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Biết được tin này, Tổng thống Mỹ Johnson Kennedy hết sức bất ngờ, cùng với những thất bại liên tiếp trên chiến trường và tình hình chính trị rối loạn của Việt Nam Cộng Hòa, làm cho Hoa Kỳ phải hủy bỏ kế hoạch Steyer, rồi đưa quân đội sang trực tiếp tham chiến ở miền Nam thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ. Trong bối cảnh đó, để đối phó kịp thời, Mỹ đã phải cử các phái đoàn sang thị sát tình hình thực tế ở chiến trường miền Nam. Biết tin phái đoàn quân sự cấp cao của Mỹ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert McNamara dẫn đầu sẽ đến Sài Gòn thị sát chiến trường vào tháng 5 năm 1964. Lực lượng biệt động Sài Gòn liền nhanh chóng vạch kế hoạch tiêu diệt chúng. Với tình yêu quê hương và lòng căm thù quân xâm lược sâu sắc, nên mặc dù mới cưới vợ được hơn 10 ngày, Nguyễn Văn Trỗi vẫn xung phong nhận nhiệm vụ
cùng đồng đội tiến hành cài mìn ở cầu Công Lý, nơi dự đoán là Bộ trưởng Quốc phòng McNamara cùng phái đoàn Mỹ từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm thành phố Sài Gòn sẽ đi qua. Tuy nhiên, khi Nguyễn Văn Trỗi cùng đồng đội mới đặt quả mìn nặng 8kg ở cạnh cầu Công Lý, đang chuẩn bị nốt một số công việc còn lại, thì không may việc bị bại lộ, anh bị địch bắt. Ngày 10 tháng 8 năm 1964, trong một thời gian bị giam giữ, tra tấn, Nguyễn Văn Trỗi bị đưa ra tòa án quân sự chính quyền Sài Gòn. Để đảm bảo cho an toàn hoạt động và tính mạng cho đồng đội mình, tại tòa, anh quyết không khai mà còn nhận hết trách nhiệm về mình và khẳng định: "Tôi giết bọn cướp nước tôi!" Đập lại những luận điệu của tên quan tòa, anh dõng dạc nói: "Các ông mà cũng nói đến pháp luật sao? Không có thứ pháp luật nào cho phép quốc gia này đi xâm lược quốc gia khác. Mỹ xâm lược Việt Nam là đã chà đạp lên những điều cơ bản của luật pháp. Thế mà các ông còn nói rằng quốc gia của các ông có pháp luật." Anh nói với người vợ trẻ mới cưới được 20 ngày: "Chúng ta không thể mong sống yên thân mà cúi đầu nhìn quân Mỹ tàn sát giết hại đồng bào. Em hãy cứng rắn lên, anh mong em vừa là người vợ, vừa là đồng đội của anh." Dường như trong trái tim anh, tình yêu quê hương đất nước, tình nghĩa vợ chồng thật son sắc, cao cả làm sao. Cảm phục trước khí phách chiến đấu của anh, phía bên kia bán cầu, một tổ chức du kích Venezuela tổ chức cuộc phục kích bắt tên tướng viên trung tá không quân Mỹ Michael Smolin để đổi lấy anh Trỗi. Tuy nhiên, sau khi viên sĩ quan Hoa Kỳ được trả tự do, thì chế độ Mỹ ngụy Sài Gòn trở mặt. Chúng vội vàng lén lút xử bắn anh Trỗi một cách vội vã. Chúng thiết lập trường bắn ngay sau nhà giam Chí Hòa, hầu như không ai biết trước. Thời khắc anh Trỗi bị hành hình vào 9 giờ 45 phút ngày 15 tháng 10 năm 1964, chị Quyên, vợ anh còn khấp khởi xách giỏ quà vào thăm chồng, bàng hoàng nhận hung tin khi chấm bước chân đến cổng nhà lao. Trong thời gian đó, phía bên kia bán cầu Venezuela, nhân chứng duy nhất còn lại trong vụ bắt cóc đổi mạng, cựu du kích quân Carlos Villanta, 72 tuổi kể lại: "Sự việc xảy ra vào buổi sáng ngày 9 tháng 10 năm 1964. Tôi cùng ba đồng chí khác lái xe đến phố Los Mangos, chờ bên ngoài khu căn hộ của nhân viên CIA cao cấp Đại tá Michael Smolin, Ủy viên Sứ quán Mỹ tại Venezuela. Sáng hôm đó, ông ta có đi làm muộn hơn thường lệ vì có đi ăn sáng với sếp của ông ta là Đại tá Henry Lee. Khoảng 8 giờ, ông ta và Lee bước ra. Khi họ chuẩn bị lên xe, thì xe của tôi áp lại gần và chúng tôi hô lớn: 'Đứng lại, đây là giải phóng quân.' Henry Lee chạy mất và chúng tôi bắt được Smolin lên xe của chúng tôi và chở đi. Chúng tôi giữ ông ta trong 3 ngày trong một căn hộ tại đại lộ El Prilly. Trên đường đi, chúng tôi phải ngụy trang cho ông ta đeo kính râm và đổi xe hơi ở Sabanara trước khi đến địa điểm cuối cùng. Chúng tôi không tra tấn hay hành hạ gì ông ta cả. Chúng tôi cho ông ta ăn uống đầy đủ, chỉ kháng người và cho người canh gác ông ta. Chúng tôi nói với ông ta về các cuộc cách mạng chiến tranh phi nghĩa của Hoa Kỳ ở Việt Nam, về các trận ném bom, về Nguyễn Văn Trỗi và tại sao chúng tôi lại thực hiện phi vụ này để đổi mạng ông ấy." Sự việc đã gây tiếng vang lớn, trên các báo đài đều nói về việc đại tá Mỹ bị bắt. Dư luận rất nhiều, thế nhưng có kẻ mật báo với cảnh sát về chúng tôi. Chúng tôi bị truy lùng và buộc phải thả Smolin trước khi chúng tôi bị phát hiện. Chúng tôi chở ông ta bằng xe hơi và thả ông ta tại địa điểm mà chúng tôi đã bắt ông ta. Trong 3 ngày, phe du kích Venezuela không trực tiếp thương lượng được với chính phủ Hoa Kỳ về việc trao đổi những thông tin vụ bắt đại tá Michael Smolin. Báo Mỹ đã nói là do khủng bố Venezuela đã khiến việc tử hình Nguyễn Văn Trỗi tạm ngưng. Tuy nhiên lúc đó, du kích Venezuela còn hoạt động bí mật, buộc phải thả Smolin. Trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên nước ngoài, chính quyền Mỹ ngụy đã nhanh chóng tiến hành vụ xử bắn Nguyễn Văn Trỗi. Khi đó, anh vừa tròn 24 tuổi và mới lấy vợ được 20 ngày. Ông Villanta từng chia sẻ với báo giới rằng anh Nguyễn Văn Trỗi không bao giờ chết. Anh sẽ sống mãi và nếu được làm lại, ông vẫn sẽ làm như vậy. Với du kích quân Venezuela,
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn. Ông từng khẳng định, việc bắt cóc sĩ quan Mỹ là hành động thể hiện cảm phục ý chí, một tinh thần sắt đá của anh Nguyễn Văn Trỗi, thắt chặt tình đoàn kết với Việt Nam, với thế giới tiến bộ. Không chỉ hành động bất chấp hy sinh tính mạng trong vụ cày mìn ở cầu Công Lý vào năm 1964, Nguyễn Văn Trỗi còn thể hiện ý chí và niềm tin sắt đá đến giây phút xử tử. Anh không chấp nhận rửa tội mà còn khẳng định chính bọn Nguyễn Ngụy mới là kẻ có tội, là thủ phạm gây ra cảnh xóm làng tan nát, cảnh lầm than chết chóc, cảnh con mất cha, vợ mất chồng. Trong thời gian ở tù, đã chịu bao nhiêu cực hình tra tấn của địch, nhưng anh vẫn luôn giữ vững khí tiết của người Cộng sản, bảo vệ cơ sở cách mạng và tìm cách vượt ngục để tiếp tục chiến đấu. Nhiều lần anh đã nói thẳng vào mặt kẻ thù: "Còn giặc Mỹ, không ai có hạnh phúc cả." Câu nói ấy không chỉ gây xúc động trong tuổi trẻ và trong nhân dân ta, mà cả tuổi trẻ và nhân dân tiến bộ trên thế giới. Tuy biết trước sẽ bị tử hình, nhưng anh vẫn lạc quan, yêu đời. 9 phút trên pháp trường, đứng trước họng súng của kẻ thù, Nguyễn Văn Trỗi rất bình thản, tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Khi địch bịt mắt, anh giật tấm băng đen rồi nói: "Không, phải để tôi nhìn mảnh đất này, mảnh đất thân yêu của tôi." Giây phút cuối cùng, anh dõng dạc hô to: "Hãy nhớ lấy lời tôi. Đà đảo đế quốc Mỹ, đà đảo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm." Đó là những giây phút làm nên lịch sử của người anh hùng. Nhiều nhà báo có mặt lúc đó, họ đã xúc động, cảm phục, còn kẻ thù thì run sợ. Hành động của anh, lời nói của anh đã làm rung động hàng triệu trái tim yêu nước, yêu hòa bình của Việt Nam và bạn bè trên toàn thế giới.